Trần lại công nhân. Ôi. Bắt nó đang xả rồi, bắt nó, chậm nó. Dinh. Đó, cậu không sao bắt được đây. Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mấy chú cháu mình sẽ đi bắt chuột vào cái mùa gặt lúa nha mọi người. Thì ở dưới quê của mình mỗi lần đi bắt chuột vui và thú vị như thế nào thì mọi người hãy theo chân mấy chú cháu mình nha. Đi bắt chuột này quan trọng nhất là cái lúc bìa này nè mọi người đang thả dạt á, chuột nó sẽ chạy ra nha. Nhanh lên heo. Nhớ chú xin thì kêu bắt mới được á. Chui không chui gì cũng tính mày ơi. Mày bắt được rồi. Rồi rửa sạch. Rồi ơi con ếch nè. Ở quê mình đi ngoài hành bắt chưa quê? Ở dưới quê mình kiếm đồ ăn rất là dễ nha. Ra đồng là có đồ ăn nè. Quá trời nhiều rồi. 1 máy, 2 máy, 3 máy, 4 máy, 5 máy. Wow. Bữa nay mấy chú cháu mình vô cái đồng này có lý rồi. Ê, phong sư bắt chuột kìa. Lẹ lẹ. Hồ trời, hai con lẹ lên. Chạy không nổi. Nhanh lên. Hai con luôn. Đây nè. Hay quá Phong ơi. Một em, còn con hết qua đây nè. Trời. Đây dính chưa? Đâu? Trời ơi, hay quá Phong, sao bắt được hai con rồi. Đâu rồi? Ê, quay. Dính này ơi. Giúp đỡ lại bạn ơi, bắt cho múc. Rồi chở tay lên đi quên. Hai con. Wow. Hai con một chỗ. Con sầu thả dạt bắt được như đây nè. Đó. Quá nhiều luôn. 1 con, 2 con, 4 con, 5 con. Dính chưa? Dính lại hay quá. Đây. 1 con. Đéo cầm nha. Thank you.
bên đây rất là nhiều chuột luôn, mà mọi người xem nè, cái mương nó rất là nhỏ, mỗi lần nó phóng qua đây là nó phóng qua bên ruộng rồi, rất là khó để chụp nha. Mình sẽ đi dài vô mình nghĩ nha mọi người, mình đợi vòng cuối mình ra mình bắt, chứ mấy vòng lỡ lỡ này không có chuột hết trơn. Con chuột gì không đây, chị chết đây chứ bên vậy. Trời, mình nghĩ coi nó chạy lên bờ chụp cái cắn đâu sao, mày không biết trơn. Cho nó cắn luôn. Ôi bậy. Đây, thả dạt thì mấy chú cháu mình làm được nhiêu đây nè mọi người. Đó, một con ếch với khá là nhiều chuột nha. Cho miếng bánh mì ơi. Cho miếng bánh mì ơi. Hả? Đâu có bánh mì ăn ngon vậy? Ê, lên lên, lên nó nghe nè. Con đi đâu ạ? À? Hả? À, lên lên lên, lên lên đây nó nghe nè. Trời ơi, với cái uy tín của mình mà xin bánh mì nó không cho luôn ta. Trời ơi, tính xin bánh mì dọn vô hết trơn luôn rồi. Thôi nhớ nghe, một lát chú lấy bánh mì ra không cho ăn lại nè. Rồi bây giờ tới phần trình diễn của phong xù. Cắt nhanh đi đừng bắt chuột. Hả? Được không? Dạ lên lấy chuột đúng rồi. Trời ơi đừng thôi chạy máy chứ. Trời máy mất lại luôn rồi mọi người. Vợ con đâu thấy cảnh này, cầm ly uống rượu nói này nói kia. Cái máy nó lúng lúc cái lường luôn mọi người. Quá trời. Đất lầy quá, lúc này mưa gió lầy. Giờ mình với xì ke Hiếu Mập đang ở cái đầu ở dưới này nha mọi người, để đón chuột nha. Còn phong sầu theo máy thì ở trên đầu trên. Con quái tê đó, tự nhiên dục con chuột luôn. Cầm đứt đuôi bộ. Sợ cắn phải không? Cầm gòn, cái tính đập cái đứt đuôi luôn. Đã cầm sát vô. Đây, hai thằng đang tập mà ngứa. Giờ đang vô bao. Cái cây này chọt vô cẩn thận, ăn nó khẽ vô ngay chỗ này chứ. Xong luôn. Có thịt nướng nè. Có thịt nướng nè. Có thịt nọng nướng ăn luôn hả Hiếu Mập? Có chứ. Không biết làm sao mà Hiếu Mập nó lại nó xỏ bao giùm cho người ta rồi đó. Biết sao không thì kìa? Sợ máy bắt ké mà. Không phải, ở đây có treo mấy gói cơm nè. Út nghĩ con á, ham ăn dữ lắm. Út không dám nghĩ nhưng mà thật sự nó vậy rồi. Nếu giờ nhắn nó, Út giờ gì nói đi không? Còn bướng kiểu này là tao không trả tiền đâu. Chị kia vô bao rất là nhanh nha. Chạy máy luôn được không? Trời chạy luôn rồi chị kia. Thôi. Nó khó chạy lắm rồi. Đứa đứng mới chạy hả? Đứng chạy con vậy đó. Còn bướng phải được cái ngon. Chạy ké con ta mà đòi đứa đứng luôn ngã. Giờ thì ke sẽ biểu diễn dài đường quyền nha. Thank you.
thù đang giết con nhum nha mọi người. Quay chặn lại chặn lại con nhum. Quay quá trời lăng xả ra bắt nó chồng nó dinh đó gạo không thể bắt được mày. Gió sấy nè mọi người, nó đang cuộn gom lên nè. Vô tình mình quay được gió sấy nè. Đó mọi người thấy không? Đó, nó đang hút gom lên. Đó, nó cuốn kìa. Khi mà mình đốt gom, ngại nhất là cái này nè mọi người. Nó hút những cái lửa, cái nó đưa qua miếng ruộng khác. Phải sợ lắm nha. Mỗi lần dưới quê mình cắt lúa đi đốt gom mà gặp cái hiện tượng này là nguy hiểm lắm. Chín này con cá mối mọi người, người ta bắt được một con cá mối. Cá mối này cũng không có to, nhỏ, thả đi. Sáng giờ của mình nè. Rồi đổ ra coi. Ê mà không được, có con ếch. Dạ, mấy chục con. Còn mấy chục cái máy nữa rồi. Còn mấy con đến nữa hả? Dạ. Được một con ếch ở trong đây cỡ mười mấy con đó mọi người, nhiều lắm nha. Con sù chụp được con cống nhum này nè, nhưng mà con sù gửi lại cho anh chủ nhà nha. Có máy hái dạt kìa, lại máy kiếm dạt con chuột coi. Chụp chuột quýnh hay chụp con chứ quýnh con hai con tới đâu. Trời, ghê vậy? Tại không làm được con làm cũng được thôi. Đâu? Giờ làm biến đi phóng luôn. Rồi cái làm gì? Trời ơi, bởi vậy tính ăn kẻ cao nén hay thể hiện. Chết à. Hiếu Mập ớn rồi. Hiếu Mập không dám làm. Làm Hiếu Mập, nhảy đi. Tới Úc. Trời ơi. Ngay chỗ này nó không có cái bờ qua mọi người. Trời ơi mọi người ơi, mưa tới luôn rồi, trắng luôn rồi.
cắt lúa mà gặp cảnh này là khổ lắm mọi người. Nói chung mọi người yêu cầu mấy chú cháu mình quay những cái clip sinh tồn vào mùa gặt lúa như thế này rất là lâu rồi, mà tại vì ở quê của mình lúa còn xanh chưa có cắt được cho nên mình đi rất là xa luôn. Đây là mọi người, đường này là đường đất nữa, thì mọi người thích thì mấy chú cháu mình sẽ cố gắng thực hiện, dầm mưa giải nắng như thế nào cũng được. Nói chung là mọi người thích những cái video như thế nào, sinh tồn như thế nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới. Rồi mấy chú cháu mình có thời gian thì mấy chú cháu mình sẽ làm cho mọi người cùng xem nha. Rồi đi, để lại kia dọn vô cái túi. Rồi vô đây trú mưa luôn, quá chán rồi. Mưa lớn lắm mọi người ơi, thiệt tình mấy chú cháu mình chắc cũng phải kết thúc video tại đây luôn. Đây nè, chú chuột được nhiêu đây nha, xuống cái hòa sát cho an toàn á Hiếu. An toàn chứ, chị đã nói quá giật mình. Có gì vậy con? Hiếu trời rằm mà cũng giật mình hết ta. Tôi giật cái trong giật điện hả? Cuộc sống không tốt hay sao mà giật mình hoài Hiếu? Tại mơ Hiếu sợ lắm. Giống con chó luôn. Dạ mưa cái nó chạy. Công nhận lâu lâu mới đi bắt chuột mà mưa dày nổ quá phải không? Trời ơi, mưa có mình con ướt hả? Út cũng ướt nhẹp nè, như con chuột lột. Quá trời mưa lớn mọi người ơi, vừa mới tạnh luôn. Ngày đầu tiên trong cái mùa này mấy chú cháu mình đi bắt chuột luôn mọi người. Quá mưa rồi, phong xù với xì ke để giang máy cắt về trước nha mọi người. Giờ hai chú cháu mình cũng về luôn. Đi quay mà không được làm thật chán thiệt chứ. Bụng thấy cũng còn còn lắm mà ta. Thôi bây giờ mấy chú cháu mình về ha. Dạ. Rồi video của mấy chú cháu mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.